thân mến, những ngày này đất nước ta đang gồng mình chống lại sự lan rộng và nguy hiểm của đại dịch Covid-19. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự đồng lòng, chung sức, đoàn kết để vượt qua khó khăn này. Bằng sự đồng cảm và thông qua âm nhạc, tác giả Bùi Hoàng Uyên Minh đã viết nên ca khúc Tự hào hai tiếng Việt Nam, tổng kết quá trình phát triển của đất nước trong suốt 4.000 năm lịch sử, từ đó bồi đắp niềm tin, sự tự hào trong mỗi con người Việt Nam để cùng nhau vượt qua những ngày tháng gian khó của đất nước. Ca khúc này cũng được anh gửi tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Let's Sing Việt Nam do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với tác giả Bùi Hoàng Uyên Minh và thưởng thức ca khúc Tự hào hai tiếng Việt Nam do ca sĩ Lê Xuân Thảo trình bày. Xin chào tác giả Bùi Hoàng Uyên Minh ạ. Xin chào khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh biết đến cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Let's Sing Việt Nam do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức như thế nào ạ? Đối với chương trình Let's Sing Việt Nam này thì là mình có theo dõi ở trên Facebook, và một cái thông báo phát truyền gần gũi nhất đến mình đó là mình có sinh hoạt tại Hội Âm Nhạc của Hà Nội. Sau đó là vào ngày 15 thì là có sinh hoạt thì là hội đồng nghệ thuật, và cũng như là trong Hội Âm Nhạc có phát động và thông báo rộng rãi cho các hội viên để biết và động viên các hội viên để tham gia cuộc thi Hát lên Việt Nam này. Ca khúc em tham gia dự thi của vận động sáng tác ca khúc này mang tên Tự hào hai tiếng Việt Nam, với những câu hát như Người Việt Nam tôi bao đời vẫn thế, 4.000 năm với những bể dâu, 4.000 năm với những khổ đau, vẫn hiên ngang vượt trùng dương ra biển lớn. Vậy những ca từ này được khởi nguồn như thế nào ạ? Từ rất là lâu rồi thì tôi đã muốn viết cho mình một cái ca khúc mà nó rộng một chút về con người, đất nước của Việt Nam. Và sau khi mà có cái cuộc thi này thì tôi đã nghĩ rằng là mình phải viết một cái ca khúc mà nó in đậm từ cái quá khứ cho đến cái hiện tại và tương lai. Thì tôi muốn nhắc nhở đến tất cả mọi người, cũng như là nhắc lại mọi người là người Việt Nam mình thì trải qua rất là nhiều những cái cuộc chiến tranh trong lịch sử và trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, những cái dâu bể. Nhưng người Việt Nam ta thì phải có một cái tố chất rất là kiên cường, quật khởi và luôn hiên ngang để hướng về phía trước. Do đó cho nên là đến bây giờ thì chúng ta đang cảm thấy là đang sống ở đất nước rất là tươi đẹp, hòa bình và đang ngày càng phát triển. Đó chính là tinh thần lạc quan và tôi muốn mở đầu cho ca khúc này. Anh mất thời gian bao lâu để hoàn thành ca khúc này? Thì viết một ca khúc thì nó rất là lâu, bởi vì là mình còn phải chất lọc để với cảm xúc cũng như là có cả những tư liệu. Còn để mà viết một ca khúc này thì tôi có thể chia sẻ rằng là nó sẽ mất trong vòng khoảng một ngày để lên giai điệu và ký âm hoàn chỉnh cho ca khúc. Và sau đó thì là sau khi đã ký âm được bài và lên được chất liệu âm nhạc thì tôi cùng với lại ca sĩ cũng như là nhạc sĩ Phối Khí sẽ tiến hành sau đó để dựng bài. Như anh có chia sẻ là sáng tác ca khúc này bằng cảm xúc với tinh thần lạc quan. Bên cạnh đó thì trong ca khúc này anh đã triển khai những thủ pháp sáng tác như thế nào? Đối với ca khúc này thì là một ca khúc có một cấu trúc rất là gọn gàng, gồm 3 đoạn đơn và sau đó là sẽ vào phần điệp khúc. Thì trong này thì tôi có nói rất là rõ ràng đối với đoạn đầu tiên là nói về cái quá khứ của đất nước Việt Nam với rất nhiều là khó khăn nhưng luôn hiên ngang hướng về phía trước. Tiếp đó là có nói về người tự hào của những người Việt Nam về các cuộc chiến tranh của dân tộc Việt Nam đã trải qua. Và đến cái đoạn thứ ba của phần thứ nhất thì tôi muốn nói rằng là mình đang nhìn vào nước Việt Nam tươi đẹp để có một cái nhìn lạc quan hơn về một tương lai của đất nước. Và vào điệp khúc thì là tôi muốn dẫn dắt mọi người đi từ Nam ra Bắc, từ Hà Giang cho đến Mũi Cà Mau để mọi người cùng cảm nhận được về cái vẻ đẹp của Việt Nam, về cái sức lao động của con người Việt Nam, để mọi người tự hào rằng là với cái sức lao động như thế này, với những cảnh đẹp như thế này, với những con người như thế này thì nhất định Việt Nam sẽ trở nên rực rỡ, vinh quang và nó là niềm tự hào cho tất cả mọi người. Khi hoàn thành xong ca khúc này thì anh đã chọn người thể hiện ca khúc này như thế nào? Ca sĩ Sao Mai Lê Xuân Hảo thì là trước hết là đồng hương của tôi, và anh Lê Xuân Hảo này thì cũng đã từng cộng tác với tôi với 2 ca khúc. Một là ca khúc Thái Bình Quê Hương Tôi là viết về chính quê hương của tôi, và ca khúc thứ hai đó là Cô Gia Liên Mẹ Ấy. Và đến ca khúc này thì khi mà viết xong thì tôi đã nghĩ rằng là bài này thuộc về thể loại chính ca và anh Hảo là một người rất là phù hợp. Sau khi mà viết xong là tôi đã cùng bàn với anh Hảo và hai anh em có sửa đổi một số chữ cho phù hợp nhất để đi đến bản thu và giới thiệu với tất cả mọi người như ngày hôm nay.
Về phần phối khí cho ca khúc này thì có gì đặc biệt không ạ? Bài này thì nó có một cái chút mà nó khác lạ hơn so với những thể loại mà chúng ta vẫn thường nghe. Đó là bài này thì là nó là một thể loại chính ca, trữ tình lãng mạn cũng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên là sau khi mà vào cái đoạn 2 của cái phần điệp khúc của bài này thì là tôi có bàn với nhạc sĩ phối khí là Phạm Tuấn Anh là phần này tôi muốn cho thêm một giai điệu sáo để cho bài hát nó trở nên mềm mại và có một chút màu dân gian, và sau đó là chúng tôi đã bàn với nhau và mời nhạc sĩ Minh Dương để cho phần sáo vào và cho cái bài hát trở nên tuy là rất là mạnh mẽ nhưng có phần mềm mại và rất là trữ tình. Sau khi nghe ca khúc với phần thể hiện của ca sĩ Lê Xuân Hảo và phần phối khí của nhạc sĩ Minh Dương thì cảm xúc của anh như thế nào và anh có cảm thấy hài lòng không ạ? Thật ra thì mỗi một người viết nhạc sau khi mà thu xong một bài hát thì đều có một cảm xúc nó rất là xúc động và tự hào về mà mình đã viết ra được một cái ca khúc, trước hết đó là của mình. Cái thứ hai nữa là ca khúc này là một ca khúc mà tôi cũng mong đợi từ lâu rồi và nó cho tôi cảm thấy hài lòng nhất, đó là tìm được một người phối khí mà tôi ưng ý, tìm được một ca sĩ mà tôi rất là trân trọng và cũng rất ưng ý, và tôi biết là nó sẽ rất hợp với bài này. Cho nên là khi mà thu xong thì tôi cảm thấy vô cùng là ưng ý đối với ca khúc này. Cùng với ca khúc tham gia dự thi thì anh có kỳ vọng gì với cuộc vận động sáng tác ca khúc này? Đối với tôi thì là một người viết nhạc còn rất là trẻ, chỉ có mới hơn một năm thôi, không nhiều. Do đó nên là tôi vừa viết và vừa quan sát, vừa nghe những cái ca khúc của các nhạc sĩ đã qua và hiện tại đang sáng tác bây giờ để mình vừa nghe vừa học hỏi và vừa cố gắng để phát triển thêm những cái gì mà mình cảm thấy là khả năng của mình có thể đạt được. Đối với thể loại nhạc tính ca như thế này thì hy vọng rằng là ngoài cái khúc này thì sau cái cuộc vận động này thì có thể tiếp tiếp một vài bài nữa để ca ngợi về quê hương, đất nước, về con người Việt Nam. Tôi rất hy vọng và tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết. Cái âm nhạc bây giờ thì nó thời đại 4.0 rất là mở cửa. Đối với các nhạc sĩ thì được làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ phối khí và những nhạc sĩ thì làm việc trực tiếp đối với ca sĩ. Do đó cho nên bây giờ hiện tại là theo như tôi thấy là có rất là nhiều nhạc sĩ sáng tác, nên những cái sân chơi như này là những sân chơi bổ ích và nó làm cho mọi người được gắn kết với nhau hơn, học hỏi với nhau nhiều hơn, và chắc chắn là từ những cái điều đó thì nó sẽ có những tác phẩm có giá trị hơn nữa trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Người Việt Nam tôi bao đời vẫn thế, 4.000 năm với những bề dâu, 4.000 năm với những khổ đau, vẫn hiên ngang vượt trùng dương ra biển lớn. Vinh quang những cuộc chiến tranh, những ngày khó khăn, Bắc Nam một lòng nhường cơm xe áo, đến nay thanh bình Việt Nam rạng ngời. Ta đi tới những chân trời, lặng nhìn quê hương đẹp tươi trong nắng, lòng thầm tin yêu ngày mai tươi sáng. Đất anh hùng áo vải thân thương, từ miền Bắc ta đi tới miền Nam, từ Hà Giang đến đất mũi Cà Mau, trên khắp quê hương những con người lao động, lúa vẫn lên xanh rộn ràng câu hát tình yêu. Tự hào thay đây đất nước đẹp
Việt sinh. Khi nhắc tên người là nhắc tới Việt Nam, trên những công trường vẫn rộn vang tiếng cười. Việt Nam vinh quang rạng rỡ ngàn năm. Việt Nam tôi bao đời vẫn thế, 4.000 năm với những bề dâu, 4.000 năm với những khổ đau, vẫn hiên ngang vượt trùng dương ra biển lớn. Vinh quang những cuộc chiến tranh, những ngày khó khăn, Bắc Nam một lòng nhường cơm xe áo, đến nay thanh bình Việt Nam rạng ngời. Ta đi tới những chân trời, lặng nhìn quê hương đẹp tươi trong nắng, lòng thầm tin yêu ngày mai tươi sáng. Đất anh hùng áo vải thân thương, từ miền Bắc ta đi tới miền Nam, từ Hà Giang đến đất mũi Cà Mau, trên khắp quê hương những con người lao động, lúa vẫn lên xanh rộn ràng câu hát tình yêu. Tự hào thay đây đất nước đẹp xinh, khi nhắc tên người là nhắc tới Việt Nam, trên những công trường vẫn rộn vang tiếng cười. Việt Nam vinh quang rạng rỡ ngàn năm. Việt Nam vinh quang rạng rỡ ngàn năm. Chương trình thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam.